Sáng nay, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo của huyện Hòa Vang, đến nay huyện đã hoàn tất việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử tại huyện và 11 xã đúng theo thời gian quy định của pháp luật về bầu cử. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Ủy ban nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành nghị quyết số 133 về dự kiến số lượng cơ cấu thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang khóa 11 nhiệm kỳ 2021-2026. Tương tự, Ban Thường trực Hội đồng nhân dân 11 xã đã ban hành nghị quyết về dự kiến số lượng cơ cấu thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, công tác tổ chức hiệp thương lần thứ nhất ở cấp huyện và cấp xã đảm bảo đúng thành phần, nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị. Ủy ban bầu cử huyện đã chỉ đạo tiểu ban tuyên truyền và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền về bầu cử, tiểu ban an ninh trật tự và y tế các cơ quan liên quan tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng như công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.